đệ nhất Cộng Hòa 1955-1963, còn được gọi là chính quyền Ngô Đình Diệm, là chính thể của Việt Nam Cộng Hòa được thành lập sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 1955 ở miền Nam Việt Nam. Bằng cuộc trưng cầu dân Ý phế chuất Bảo Đại, Thủ tướng Ngô Đình Diệm thay thế Bảo Đại làm quốc trưởng. Sau đó quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu quốc hội lập hiến cho quốc gia Việt Nam. Quốc hội này ban hành hiến pháp đổi tên quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng hòa. Người đứng đầu Việt Nam Cộng hòa là Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đảng Cần Lao Nhân vị với lập trường chống cộng sản. Ngày Quốc hội lập hiến chính thức ban hành hiến pháp 26 tháng 10 năm 1956 được xem là ngày quốc khánh của nền cộng hòa. Được sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước phương Tây, nền đệ nhất cộng hòa đã thành công trong việc thống nhất quyền lực, buộc các lực lượng vũ trang giáo phái cao đài hòa hảo giải tán hoặc gia nhập vào quân đội chính phủ và tiêu diệt nhóm Bình Xuyên. Nền đệ nhất Cộng Hòa chấm dứt với cuộc đảo chính năm 1963 do Mỹ hậu thuẫn và Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát. Khái niệm đệ nhất Cộng Hòa chỉ xuất hiện sau năm 1967 khi nền Cộng Hòa thứ nhì được thành lập, tức đệ nhị Cộng Hòa, 1967-1975. Sau Thế chiến thứ hai, hình thức nhà nước tự trị dưới sự bảo hộ của các đế quốc phương Tây tồn tại phổ biến trên thế giới theo tinh thần của hiến trương. Đại Tây Dương về việc khôi phục lại chủ quyền và chính phủ tự trị của các quốc gia thuộc địa đã được các nước đồng minh cam kết ủng hộ. Đây là bước chuyển tiếp để các nước thuộc địa giành được độc lập hoàn toàn. Thành lập giữa năm 1949, chính thể quốc gia Việt Nam tuy được hình thành từ nhiều phe phái theo chủ nghĩa quốc gia chống cộng, nhưng vẫn mang hơi hướng một chính thể quân chủ chuyên chế do chưa có hiến pháp và quốc hội với quốc trưởng là cựu hoàng bảo đại tương tự nhà nước lào và campuchia được công nhận ngay sau đó trong khi đó pháp vẫn giữ quyền kiểm soát tài chính thương mại và chính sách đối ngoại và quân sự của quốc gia việt nam mục đích của người pháp là lôi kéo các phe phái, phái chống cộng theo chủ nghĩa quốc gia chống lại ưu thế lãnh đạo phong trào dân tộc của mặt trận việt minh mà trên thực tế do những người cộng sản nắm giữ. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa quốc gia nhanh chóng vỡ mộng khi nhận rõ thực tế là quyền độc lập mà người Pháp hứa trao trả cho họ để đổi lấy sự hợp tác chống Việt Minh. Thực tế chỉ là lời hứa xuông và hoặc thực hiện một cách nhỏ giọt với thời hạn là vô chừng. Quân đội Liên Hiệp Pháp tại Việt Nam nhanh chóng đánh mất ưu thế trước phong trào giành độc lập của Việt Minh những người theo chủ nghĩa quốc gia phải tìm đến sự hỗ trợ của một đồng minh mới, người Mỹ, vốn đang lo ngại về một sự thắng thế của chủ nghĩa Cộng sản và một viễn cảnh đen tối được vẽ nên bởi chủ nghĩa McCarthy. Đụng độ giữa quân đội quốc gia Việt Nam và lực lượng Bình Xuyên bắt đầu từ đầu năm 1955 trong những trận xung đột vũ trang dữ dội ngay giữa Sài Gòn ngay từ khi Ngô Đình Diệm còn là thủ tướng chính những tranh chấp giữa chính phủ và các nhóm quân giáo phái là một động lực khai sinh nền đệ nhất cộng hòa nguyên là quân giáo phái vì đã có sẵn lực lượng vũ trang nên không chịu nhượng quyền cho chính phủ trung ương những lực lượng vũ trang này còn được sự hậu thuẫn của người pháp chưa thật lòng trao quyền lại cho chính phủ quốc gia việt nam vào tháng 2 năm 1955 khi Pháp ngưng mọi chi viện cho lực lượng quân sự của hai giáo phái cao đài và hòa hảo thì hai nhóm này đòi chính phủ Ngô Đình Diệm phải chi viện. Thủ tướng Diệm từ chối. Quân đội cao đài và hòa hảo từ đó liên kết với nhóm Bình Xuyên, vốn có lập trường chống lại chính phủ, lập ra mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia. Tổ chức này đòi quyền tham chính, ra tối hậu thư ngày 21 tháng 3 ép thủ tướng Diệm phải thay đổi nội các trong vòng 5 ngày, tức là trước ngày 26 tháng 3. Đại diện Cao Đài là Phạm Công Tắc, đại diện Hòa Hảo là Lê Quang Vinh, Lâm Thành Nguyên và Trần Văn Soái. Và đại diện Bình Xuyên là Lê Văn Viễn cùng ký tên. Cũng vào tháng 3, quân Bình Xuyên tấn công Bộ Tổng Tham mưu rồi pháo kích dinh độc lập. Quân chính phủ phản công bằng cách vây đánh tổng nha cảnh sát trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Galini cũ, do Lại Văn Sang người của Bình Xuyên làm tổng giám đốc, đồng thời cầm đầu lực lượng công an sung phong. Thủ tướng Diệm phải cho triệu hồi Đại tá Dương Văn Minh về Sài Gòn để chỉ huy quân đội chống lại quân ly khai. Ngày 26 tháng 4 năm 1955, Thủ tướng Diệm ra lệnh cách chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia của Lại Văn Sang và cử Đại tá Nguyễn Ngọc Lễ vào thay thế nhưng Sang không tuân lệnh. Sang đòi phải có lệnh của quốc trưởng Bảo Đại mới tuân thủ quân Bình Xuyên lại mở cuộc tấn công vào thành Cộng Hòa trưa ngày 27 và kêu gọi quốc trường Bảo Đại can thiệp. Bảo Đại ra lệnh đòi Thủ tướng Diệm sang Pháp hội kiến nhưng bị Diệm bác bỏ. Dạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu Nancy và chợ quán, khiến 20.000 người phải sơ tán thì chính phủ kiểm soát được các cửa ngõ vào đô thành như cầu Chữ Y và cầu Tân Thuận, khánh hội khiến quân Bình Xuyên phải triệt thoái khỏi Sài Gòn, chợ lớn tổng kết bên chính phủ có 150 lính bị thương, hơn 20 tử vong. Bên Bình Xuyên chết 100 người, 400 bị thương. Sang tháng 5 thì nhóm chỉ huy Bình Xuyên gồm hai anh em lại hữu tài, lại văn sang và Lê Văn Viễn, thường gọi là Bảy Viễn, phải rút về rừng sắt vì bị tướng Trình Minh Thế truy nã gắt gao. Đến cuối năm 1955 sau chiến dịch Hoàng Diệu thì lực lượng Bình Xuyên hoàn toàn tan rã. Bảy Viễn chạy thoát được sang Campuchia rồi lưu vong sang Pháp. Cũng năm 1955, chính phủ mở cuộc càn quét dẹp lực lượng vũ trang hòa hảo trong chiến dịch Đinh Tiên Hoàng đánh vào cái vồn và thốt nốt. Ngày 5 tháng 6, chỉ huy lực lượng hòa hảo là tướng Nguyễn Giác Ngộ ra đầu hàng nhưng Lê Quang Vinh, tục danh Ba Cụt, thì cầm cự đến 1956 mới bị bắt ở chắc cả đao và đem xử tử. Trần Văn Soái năm lửa phải bỏ chạy sang Campuchia. Từ đó lực lượng vũ trang hòa hảo mới tan hẳn. Đối với quân đội cao đài do hai tướng Trình Minh Thế và Nguyễn Thành Phương chỉ huy thì lực lượng này gia nhập. Hội đồng cách mạng ủng hộ Thủ tướng Diệm vào tháng 4 nên không có cuộc đụng độ giữa chính phủ và lực lượng cao đài. Riêng hộ pháp phạm công tác phải lưu vong sang cao miên. Trưng cầu dân ý phía chuất quốc trường bảo đại, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đạt tỷ số tuyệt đối so với quốc trưởng Bảo Đại nhưng cuộc trưng cầu dân ý xét ra có những sắp xếp gian lận. Sau khi Bảo Đại bị truất, Ngô Đình Diệm thay thế Bảo Đại làm quốc trưởng và tuyên bố quốc gia Việt Nam là một nước cộng hòa vào ngày 26 tháng 10 năm 1955. Sang tháng 11 thì một ủy ban thảo hiến gồm 11 người bắt đầu việc sơ thảo một hiến pháp cho quốc gia mới quốc gia Việt Nam thành lập năm 1947 nhưng trong một thời gian dài không có hiến pháp lẫn quốc hội. Chính vì thế quốc trưởng Ngô Đình Diệm xúc tiến tổ chức bầu quốc hội lập hiến. Quốc hội này được bầu ra vào ngày 4 tháng 3 và khai mạc ngày 17 tháng 4 năm 1956 gồm 123 dân biểu để giúp soạn hiến pháp mới. Chủ tịch quốc hội là Nguyễn Phương Thiệp. Tỷ số cử tri đầu phiếu là khoảng 80% với 405 ứng cử viên tham gia. Sau mấy lần thương nghị giữa Quốc hội và Quốc trưởng, bản hiến pháp đó được thông qua vào tháng 7 và ban hành ngày 26 tháng 10 năm 1956. Ngày này được nền đệ nhất cộng hòa chọn là ngày Quốc khánh.